Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Em chào chị Bé và chào bạn người mẫu nhé. Chào em. Thưa chị, hôm nay em thấy hình như là chị bài trí cửa hàng nó hơi lạ hơn bình thường một chút ấy. Và nhìn như mọi lần ấy, thì hôm nay lại thấy cái cô người mẫu lại có thêm mấy cái giỏ sách này, thì không biết là ý đồ chị Bé ngày hôm nay là như thế nào ạ? Dạ. Chị bán, nhưng mà hàng này thương hiệu của Thái Tuấn. Wow, vậy là bây giờ Thái Tuấn họ sản xuất giỏ sách để họ bán hay là sao thưa chị? Trong showroom thì người ta bán, nhưng mà nhà chị thì không bán, nhà chị là quà tặng. Quà tặng thì quà tặng có giỏ Thái Tuấn em ha. Đây có logo thì, của Thái Tuấn rồi, luôn này quý vị này. Cái giá tiền này nó nằm đây. Nhưng mà cái này ví dụ như khách hàng mua cái giỏ dưới 2 triệu, tức như 1 triệu mấy trở lên đến 2 triệu thì mua 3 áo Thái Tuấn hàng showroom Hương Thơm thì tặng cũng là cái giỏ giá khoảng 2 triệu đó lại. Còn nếu mà cái giỏ thì giá 3 triệu đến 3 triệu mấy, 2 triệu 8, 3 triệu mấy thì cái 4 áo mới Hương Thơm mới được một cái giỏ. Thì cái giỏ này là của Thái Tuấn, không phải là của áo dài bé nha, nó có thương hiệu áo dài bé Thái Tuấn luôn. Em nhắc lại này xem có đúng cái ý mà chị vừa mới nói không nhé. Đây là những cái giỏ của Thái Tuấn mà họ bán ở trong cái showroom của họ. Thế và thông thường đối với những cái chị em phụ nữ khi mình mặc áo dài để đi tiệc hoặc là xui ra, hoặc là nói chung là phụ nữ thì thường đi là sẽ phải có theo một cái giỏ sách nữa. Thì Thái Tuấn đã update lên và hiện nay có một số cái mẫu giỏ họ đang phân phối ở trong showroom. Tuy nhiên thì chị trưng bày và bán. Tuy nhiên thì chị Bé không có bán những cái giỏ sách này, mà chị sẽ tặng kèm khi mà khách mua vải áo dài Thái Tuấn Hương Thơm, tức là cái vải cũng là vải showroom cao cấp đúng không chị? Hương Thơm thì mua 3 áo được tặng một cái giỏ là dưới 2 triệu. 3 áo mà cái giá trị là khoảng bao nhiêu tiền cho nó dễ đi thưa chị? Tại vì không biết hàng 3 triệu mấy đến 5 triệu mấy. Thì tùy theo miễn sao đủ 3 áo. Dạ, như vậy có phải là cái hàng đấy hôm trước mình quay là khoảng từ 3 triệu tới trên 6 triệu đúng không chị? Đúng rồi. Thì như vậy là khách chỉ cần mua 3 áo mà có áo dài cao cấp Thái Tuấn có Hương Thơm đúng thì rồi, sẽ được tặng một cái giỏ sách trị giá là dưới 2 triệu. Trị giá cái giỏ sách là dưới 2 triệu. Và còn nếu mà khách hàng mua 4 bộ đó là trở lên thì chọn được cái giỏ nào trong cửa hàng đều cũng được hết. Vâng. Là trong cửa hàng có nhiều cái giỏ nằm đến 2 triệu mấy, 3 triệu mấy. Tức là cái giỏ đấy trị giá là 2 triệu mấy hoặc 3 triệu mấy không chị? Đúng rồi, thì nhưng mà mình thích chọn giỏ nào cũng được, là chọn được một món quà. Cái này em coi quay cái giá cái giỏ này được không chị? Được. Đây thưa quý cô chú anh chị, đây nhá, ví dụ như sản phẩm này là giá bán là 1.099.000, có mã hàng, có size, có màu và có logo các thứ của Thái Tuấn luôn. Cái này thì có nhiều màu để cho nó phù hợp với cái bộ trang phục của áo dài của mình, giống như là bạn nữ này đang mặc một cái áo dài cũng là áo dài Hương Thơm và với cái hoa văn này thì bạn ấy sẽ xách cái giỏ màu vàng. Chắc có lẽ từ trước giờ nghe giỏ hiệu này hiệu kia nhưng mà giỏ Thái Tuấn đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà Thái Tuấn nói với chị là cái da cũng làm da rất là đẹp, da lại tốt nhất. Thì cái giỏ này thì để chị coi giá nhiêu chị không nhớ nữa. Cái này thì đây Thái Tuấn này. Như quý vị đã biết là họ là sản xuất áo dài rồi đó. Bây giờ sang cái lĩnh vực cái này giỏ. Lĩnh vực giỏ cái này là 2.499.000 tương ứng là 100 đô. Đúng ở rồi. Trong này thì cũng có khóa kéo này. Khóa kéo này rồi có nhiều ngăn nhá, nhiều ngăn ở trên này thì là cũng có cái dây dây có, xích. Có dây á, có dây trong này chị không khui ra tại vì hàng đang còn hàng mới. Vâng. Thì nếu khách hàng như cái giỏ này khách hàng phải mua 4 áo sẽ tặng được một giỏ. Vâng. Hoặc là ví dụ như mua 3 áo mà hàng cao cấp á. Vâng. Nếu mà có thể sốt khoảng như cho du di một chút không? Như vậy là về cái áo dài của Thái Tuấn mà Hương Thơm ấy thì có giá từ 3 triệu cho tới 6 trên 6 triệu. Nếu mà quý vị mua khoảng 4 áo mà 6 triệu là cỡ khoảng 24 triệu là chắc chắn là được tặng những cái giỏ nào mà cao cấp nhất ở trong tiệm. Rồi còn nhiều mẫu khác nữa nhưng mà hôm nay chị không trưng bày hết. Dạ. Thì cái gì chị sẽ gửi qua cho em để em đăng lên chị. Vâng. Rồi với lại cho bé nói là hàng Thái Tuấn thì khách hàng đến đây mua là bé được tặng cho khách hàng một cái quần xéo tròn rồi. Dạ. Khách hàng chỉ mua cái áo thôi, không có tốn tiền quần nữa. Dạ. Vâng. Thì giờ này hôm nay bé giới thiệu là hàng Hương Thơm của Thái Tuấn nha. Cái Hương Thơm này á mình ngửi thì đâu có thơm. Nhưng mà lúc mình già, lúc già tay. Dạ. Yeah.
Vâng. Dạ. Dù nó sản xuất năm 2017 là năm 2024. Vâng. Nhưng mà để bán cho đầu năm 2025. Tức là nhà sản xuất ấy, Thái Tuấn họ đã tung ra cái thị trường để phục vụ cho 2025 và đặc biệt là trong cái dịp Tết thì thông thường đó các bạn, nếu mà họ phải lên cái kế hoạch họ sản xuất trước chứ không phải là tới Tết thì họ mới đưa ra. Thì đây các bạn nhìn thấy vải Thái Tuấn thì sẽ có mã số này, có những cái thông tin này và giá tiền. Ví dụ như cái sản phẩm này 500 ngàn của chị nha. Giá tiền ở đây là 3.528.000 là giá nhà sản xuất đưa ra, nhưng chị bé sẽ cộng thêm 500.000, lý do là chị ép đá thêm vào đây này. Đấy. Nếu mà mấy cô mua chú mà mua hàng này mà không ép đá vẫn có hàng là cái 3.520.000 đó thôi. Dạ. Giỏ này giỏ lục bình hả chị? Năm nay chị đặt cái mẫu mới hơn năm ngoái. Dạ. Khác hơn năm ngoái. Thì nó có rất là có nhiều màu để cho khách hàng lựa chọn. Dạ. Rồi trong đó là áo dài bé có nhiều cái giỏ để cho mấy cô mua áo dài để tặng quà. Nó có nhiều giỏ lắm. Em ha, có cái giỏ nè, này cũng dễ thương mà. Hồi nãy có cái giỏ kia chị để đâu ta? À đây. Đây chị đây, nhiều giỏ dễ thương lắm. Wow, giỏ giống như là ép đá thêu đá pha lê. Cái áo đá pha lê đi thì mua hai cái áo đá pha lê thì bé sẽ tặng cho một cái giỏ pha lê. Dạ. Thì giỏ này là hai mặt nè. Rồi cái giỏ này thì chỉ một mặt nè. Vâng. Thì cái này có thể mua một cái áo pha lê nó được một cái giỏ. Vâng. Cái sản phẩm của chú lựa thì bé sẽ có nhiều mẫu mã để cho khách hàng để xài những cái áo dài để đi ra đường, có những cái trang phục thì sắp cái giỏ có thể mình bỏ cái điện thoại. Hay là miếng giấy để mình giấy chậm mồ hôi hay này kia đó thì dạ. Có để mình xài cho bản thân mình. Dạ. Thưa chị, mấy cái giỏ đấy là có phải của Thái Tuấn không? Không, cái này là của shop. À, giỏ đấy của shop nhá. Tức là bên cạnh cái việc mà tặng quà mà theo như chị bé mới nói đó, thì khách tới mua những cái sản phẩm khác thì tùy theo cái giá trị đơn hàng cũng như là sở thích của khách hàng thì chị bé sẽ tặng thêm những cái mẫu giỏ khác. À, nhưng mà quý vị cứ quan trọng nhất là mình tới đây là mình mua áo dài và mình may áo dài để mặc lên những cái bộ áo dài đẹp trong những các cái dịp quan trọng. Còn cái chuyện mà giỏ sách này thì đây là một cái sản phẩm để tặng thêm chứ không phải là tiệm là chủ trương là sang bán giỏ sách đâu nhé. Vì nếu bây giờ mình bán giỏ sách ở trong chợ nhiều khi các cô bán giỏ sách lại lên kiếm chuyện nữa. Cái này là hàng tặng nhé quý vị. Hàng tặng khi mà mình mua áo dài, chứ bé thì lại không bán giỏ sách nha quý vị. Đây em lên một cái mẫu kế tiếp nữa này. Tại vì giống như chị trang phục áo dài này, em thà chị trang phục áo dài mẫu này để chị cho biết trong cửa hàng chị có những cái mẫu vẽ như vậy. Vâng. Mà cái mẫu vẽ áo dài để may lên được cái áo này. Vâng. Mà thậm chí ban quản lý này cũng không cho chị trưng bày như vậy. À. Cho nên ngày hôm nay bé nói là bé những cái này là chỉ quà tặng. Vâng. Như giống như con malacan này chân lên là cũng để mẫu cho từng tư cho trong cửa hàng mình để những cái vâng. Của mình may lên cái sản phẩm này thôi. Vâng. Chứ nếu mà một người khách mà vô mua cái áo thì mấy triệu đồng thì ta không có dám mua đồ may sẵn mấy triệu đồng đâu. Vâng. Nhưng mà đấy là cái form mẫu giống như chị đưa lên để cho khách biết là với một cái sản phẩm mà giống như là chị vẽ cái tác phẩm đó thì lên áo nó sẽ như thế nào. Đó. Đây bây giờ mình sẽ tiếp tục giới thiệu những cái mẫu vải áo dài của Thái Tuấn, tập trung đúng vào chuyên môn ngày hôm nay. Khi mà quý vị mua vải áo dài Thái Tuấn Hương Thơm, ba áo trở lên chị nhỉ? Ba áo trở lên, giá từ 3 triệu tới 6 triệu đồng một áo thì quý vị sẽ được tặng là giỏ sách của Thái Tuấn nhé. Có đúng cái logo của Thái Tuấn luôn và trên đó là chị bé cũng không ngần ngại là để nguyên cái giá tiền của sản phẩm để quý cô chú anh chị mình dễ theo dõi. Sở dĩ áo dài bé có được cái đặc quyền như vậy thì vì là áo dài bé cũng là một cái thương hiệu lâu năm uy tín ở chợ An Đông, hơn nữa còn là một đối tác, một khách hàng của Thái Tuấn, nên là được hưởng những cái quyền lợi và những cái ưu đãi như vậy. Vải này là vải kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe nhé,
ép đá pha lê. Và cái sản phẩm mình đang giới thiệu đây thì có mức giá là 4.178.000. Mua vải may áo sẽ được tặng vải may quần. Cái vải may quần thì chị bé sẽ tặng một cái quần xéo tròn nha các bạn. Nói về quần xéo tròn ấy, thì cái số lượng vải mình phải may là nó gấp mấy lần quần 3 thường chị? 3 mét mới được một cái quần. Nó có gấp đôi quần thường không chị? Hay gấp 3 lần? Gấp 3 lần. Gấp 3 lần cái quần thường. Nhưng mà bù lại thì cái quần xéo tròn nó sẽ đẹp hơn. Thường là các cô mà may những cái bộ áo dài này đó là các cô may ngồi xuôi này, hoặc là những cái người doanh nhân chính khách, những cô mà cũng tương đối có điều kiện một chút. Nói như vậy thì không có phải là áo dài bé phân biệt là có tiền hay không có tiền, bởi vì sản phẩm của áo dài bé thì trải rộng cái khoảng giá từ khoảng 300.000 cho tới trên 6 triệu đồng. Tùy cô chú anh chị mình ưng những cái mẫu nào, ưng với cái giá tiền nào thì mình lựa được cái sản phẩm ưng ý. Mình vào mình chỉ cần nói cái yêu cầu, cái nhu cầu thì các bạn ấy cũng như là chị bé sẽ tư vấn cho mình cái sản phẩm phù hợp. Áo dài bé thì bán áo dài thì giàu nghèo một giá nha. Là lý do giàu nghèo một giá cho bé giải thích như vậy. Ví dụ như cái người có tiền thì lựa những cái hàng đẹp, còn những người có tiền ta eo hẹp thì ta lựa những cái hàng rẻ. Hàng rẻ không phải là hàng không đẹp, nhưng mà hàng rẻ là giống như là mình ra đường có nhiều người mặc giống mình. Còn nếu mà hàng đắt tiền đẹp, hàng lạ thì cứ mình một cái, hoặc là ví dụ cả Sài Gòn này có nhiều hài 2-3 hoặc 3 áo, 5 áo đổ lại thôi. Dạ. Còn nếu hàng rẻ thì có thể ra đại trà hàng trăm hàng ngàn áo. Dạ. Thì giá giống như mẹ quên, chỉ có một anh kia đó ở Cà Mau lên mua nhung và 3-4 triệu mấy anh cũng chia rẻ, 3 triệu mấy anh cũng chia rẻ. Nhưng mà bé phải khẳng định là cái áo đó nhà bé bán giá như vậy, chứ có nhiều nơi khác bán có thể một cái áo nhung đó đến 10 mấy 20 triệu, nhưng mà mình cứ ngắm đẹp thì mình mua thôi. Em chị bé nói đến đây thì Tuấn Dương xin giải thích thêm là khi áo dài bé bán những cái sản phẩm áo dài đây thì là có niêm yết giá và khách hàng tới thì đón tiếp như nhau. Khách mua vải 5-6 triệu thì cũng vậy, mà khách mua vải 300.000-400.000 cũng vậy. Rồi khách trong nước và khách nước ngoài thì cũng đồng giá như vậy. Thì cũng qua đây cũng cảm ơn chị bé, là hôm trước ở bên em cũng có một chị khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay có về Việt Nam chơi đó. Thì chị có đi làm chân mày, thì đầu tiên là cũng nghe người quen giới thiệu, thì khi mà tới cái thẩm mỹ viện đấy, em cũng không muốn nói tên, nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, thì thẩm mỹ viện đấy hỏi tên cái chị này thì người nước ngoài về thì cứ nói lơ lớ rồi nói cái tên tiếng Anh. Thì khi mà chị vào thì bên kia nói là chỉ vẽ cái chân mày không mà 20 triệu. Đó. Áo đẹp, em áo này áo Tết nè em nha. Dạ. Sắc xuân của Tết á. Sắc xuân của Tết này. Những cái áo này là tới đây là phía Nga đi bên này đều có áo, những cái áo này hết. Ồ. Đẹp quá. Thì tiếp tục cái chương trình kia là nói 20 triệu mà lúc trước thì cái người quen giới thiệu bảo chừng khoảng 5 đến 10 triệu thôi. Như vậy là họ có hai cái chính sách dạng như hai giá. Và hôm trước đấy mình cũng rất là xấu hổ khi mà ở mình dẫn một cái khách xuống tầng trệt ở chợ An Đông. Thì một ly rau má là họ phải trả mức giá là 30.000, uống 2 ly trả 60.000. Đấy, thì không biết là ở dưới đấy họ có áp dụng cái chính sách là người Việt Nam và người nước ngoài hay không. Mà thông thường mình mua thì một ly chừng 15-20.000, mà không hiểu sao thì họ lại bán cái mức giá đó. Nên là khi mà áo dài bé áp dụng cái chính sách giá là nhất quán, ai cũng giống như nhau, Việt Nam hay nước ngoài, thì đều có cái mức giá như vậy. Tuấn Dương ví dụ cái sản phẩm mà bạn mẫu này đang thử thì với cái giá này mình lật ra ở đây là 4.085.000, thì áo dài bé bán đúng theo cái mức giá của Thái Tuấn niêm yết. Và đặc biệt ấy, là khi mà được hưởng những cái tỷ lệ chiết khấu, những cái đặc quyền khác, thì ví dụ như áo dài bé là tặng thêm cái vải để may quần, quần xéo tròn. Bên cạnh đó thì do là một cái đối tác lâu năm nên là còn có thêm những cái quyền lợi khác, những cái đặc quyền, ví dụ như là sẽ khi mà khách mua 3 sản phẩm trở lên là được tặng giỏ của Thái Tuấn. Trong trường hợp mà khách không thích giỏ Thái Tuấn mà tặng mấy cái giỏ bên ngoài đấy được không thưa chị? Được em. Cũng được luôn đúng không? Lấy quà là được. Dạ. Thì nói về cái quà này là tặng thêm, chứ áo dài bé thì cũng không muốn làm mất lòng ai hết. Chứ trước đây thì cũng có nhiều cô chú mua rồi
kêu tách những các chị nói có thể là nó cũng chưa được rõ ràng hoặc cô chú hiểu hiểu. Em những áo này em là xuân này xuân năm 2025 là đều có trên cái nhà đó. Dạ. Bữa chị có nghe nói là 30 mấy ca sĩ đều mặc những cái dòng hàng này. Mà... cái này nhìn nó rất là đẳng cấp, rất là sang trọng nha các bạn. Trông thì mình nhìn ở bên ngoài thì mình nghĩ rằng là cái vải là nó mắc tiền, nó sao đấy. Nhưng mà khi mặc lên ấy, nó toát lên một cái vẻ quyến rũ, quyền quý và cao sang. Đại loại là người có tiền đấy. Vì Thái Tuấn cũng không phải bỗng dưng mà bản thân như cái hàng của Thái Tuấn rẻ nhất là nhiêu tiền chị nhỉ? Hàng thị trường rẻ nhất là giá 600 ngàn. À, 600 ngàn. Còn nếu mà gấm thì 340, tùy theo loại. Vâng. Như vậy là Thái Tuấn các bạn thấy là họ cũng có sản xuất những cái dòng chừng khoảng 300 ngàn một chút. Có hàng 200 mấy, nhưng mà hàng 200 mấy chị không phải bán được. Vâng. Nhưng chị bé cũng tuyển lựa chứ còn. Mấy em biết sao hàng đến tỉnh mà, nhưng mà chị ở đây bán thì dân tỉnh mà lên chị mua thì cũng mua hàng được chút, chứ tao cũng mua hàng rẻ quá. Dạ. Yeah. Cái dòng mà vô hàng rẻ thì bán lại có nhiều người ta vô là bán có lời thôi. Vâng. Hôm nay em cảm thấy dòng hàng chị khác cái dòng hàng hôm bữa. Đúng rồi, các cái mẫu này là mới hoàn toàn đấy quý vị. Nhưng mà đợt này là cái lô này là lô cuối cùng năm nay đó nha. Dạ. Yeah. Là giờ đến đầu năm là không còn lô mới nữa. Lô này là lô 2025 rồi đó. Vâng. Sản xuất thì cuối năm 2024 nhưng mà bán cũng bán cho 2025. Thì cũng đúng thôi quý vị, vì bởi vì Thái Tuấn là một cái công ty rất là lớn và họ cũng sẽ sắp xếp, nói chung cái kế hoạch sản xuất của họ hàng hóa tung ra vào cái thời điểm nào. Chứ thông thường về cái dịp Tết là công nhân nghỉ rồi, nói chung là phân phối tới tay người tiêu dùng thì họ phải chuẩn bị trước. Cái điều này cũng là đương nhiên thôi. Chị cho dòng cái hàng này em làm một tiếng hóa đó, chị muốn đặt lại Thái Tuấn mà giờ không có sợ đi gặp đặt. Không có tơ đấy vậy, cho nên giờ mới đợi đến 5-6 tháng sau mới có hàng. À, tại vì cái mùa này là thường thường có sợi đấy nha, để dệt lắm. Vậy. Đây nếu như mà nhìn gần nhé quý vị thấy này, đây là Thái Tuấn họ ép ba đá rồi này. Dưới là bông hoa hồng này. Em nghe cái mùi. Cái đấy thơm quá. Thơm à? Vâng. Đây, sản phẩm này thì có mức giá là 4.178.000. Quý cô chú anh chị mình mua những sản phẩm nào thì nhớ mình chụp hình lại giúp Tuấn Dương. Cô bác chụp bằng cách là nếu mình đang coi tivi đó thì mình bấm nút tạm dừng. Mình coi iPhone, iPad thì cũng tạm dừng. Sau đó nếu mà coi trên tivi thì lấy iPhone, iPad ra mình chụp hình lại cái mẫu đó. Hoặc là mình nhờ người chụp dùm. Đấy. Mình lấy một cái điện thoại khác mình chụp hình cái khúc đó mà nhớ là tạm dừng lại. Sau đó thì mình gửi cái mẫu vải áo dài đó qua cho bên tiệm vải áo dài bé. Thời gian làm việc ở áo dài bé là sáng từ 8 giờ, chiều là 17 giờ, giờ Việt Nam. Nếu mà lệch cái giờ đó, đó thì cô bác anh chị gửi gọi điện hoặc là gửi tin nhắn vào thì qua ngày hôm sau các bạn ấy sẽ liên lạc. Đây, mẫu này cũng rất là dễ thương này quý vị này, đẹp lắm. Đấy, theo tiết lộ là Thúy Nga Paris 2025 là khoảng trên 30 ca sĩ là người ta sẽ lựa cái mẫu vải áo dài Thái Tuấn để ra mắt trong cái tiết mục biểu diễn sắp tới. Đây. Ép đá rất là chắc chắn nhé. Để Tuấn Dương xem nó có mùi thơm không nhá. Mình ngửi thì chưa thấy gì này. Mình chà chà nó một chút này. Đó, có cái mùi thơm nhẹ. Cái này tùy theo cái nha. Tuấn Dương thấy là có cái thì thơm rất là nức mùi. Còn có những cái thì thơm nó nhẹ, nhẹ nhàng hơn. Chị ơi, như vậy nếu mà cái tiền công may một bộ mà quần xéo tròn đấy là nhiêu tiền? Có hàng may 750. 750 ngàn. Vừa rồi có cái chị kia mua của chị mà đi may thì may đầu gần bên hông chợ, chị không biết nữa. Em may 1.8 triệu, mua sức rồi. Wow. Nhưng mà lúc chị may xong rồi, lúc mà chị ra lấy đồ chị đang buộc thêm á. Chị sẽ nói với mình may đến 1.8 triệu thì chị mới giới thiệu qua cô hàng may thêm 1
Vâng. Vâng. Đó, lại một cái mẫu kế tiếp hoa sen này quý vị này. Ở chợ này ta may ta dựa vào cái áo ấy. Ý là họ lựa vào cái chất lượng, à cái giá tiền của cái áo để họ lấy tiền đó cô. À. Tức là họ lại cũng lại đưa ra những cái lý do. Vâng. Là giá cả phải ổn định. Ổn định. Dạ. Bé cũng thường thường yêu cầu khách hàng á là tới mua áo dài như vậy trả tiền vải chứ không bao giờ trả tiền may trước lúc khách hàng. Vâng. Tránh những cái sự mà sự cố xảy ra đó. Vâng. Lâu lâu em nhắc lại cái tấm này chị đưa đâu đâu em quay lại em chị cái đây chị bé có một cái khuyến cáo cho quý cô chú anh chị đó là như thế này. Áo dài bé xin kính chào quý khách, để có một sự trải nghiệm tốt nhất đến chất lượng và dịch vụ bên áo dài bé, xin quý khách vui lòng sau khi mua vải xong lưu ý là không trả tiền may lúc thợ chưa may xong để tránh những rủi ro. Đến ngày hẹn thử áo, khách hàng vui lòng thử đẹp và vừa ý mới trả tiền may. Áo dài bé xin chân thành cảm ơn đến quý khách hàng đã mua và ủng hộ. Thì theo cái đại ý là quý khách đừng có trả tiền ngay, để có gì thì chị bé sẽ tác động rồi sửa chữa sau đấy cho cái áo nó phù hợp nhất. Bởi vì đây là mình là may đo. Cái bộ đồ, nó không biết cái chỗ nào, cái quanh quanh ra cái chỗ này thì nhớ. Bộ đồ đấy. Đồ bộ thái trang á cô hay sao? Bộ đồ đấy. Đồ bộ á, thi thơ. Đồ bộ, thi bộ là... Mặc ở nhà hay sao ạ? Không, đi mua lên thi thơ đi. Đồ bộ là thi thơ trên này. Cô đi. Dạ, thi thơ tầng 3 hả? Vâng, tầng 3. Cô đi cầu thang này tới, quẹo trái là tới. Qua đây không? Qua đây không? Chị ơi, chúng ta có thang máy hả? Chúng ta có thang máy hả? Đi thang máy này cô, thang máy quẹo trái là tới liền. Ở đây thì các tiểu thương ở chợ An Đông cũng rất là dễ thương. Buôn bán giống như chị bé này cũng hay giới thiệu khách cho những cái sạp khác mà buôn bán trong những cái ngành hàng, ví dụ như là vải này, hoặc là đồ gia dụng này, nói chung là biết cái gì thì chỉ cái đó. Đây một mẫu này mới hoàn toàn này quý vị này. Đó, xin phép được nhắc lại là khi mà quý cô chú anh chị mua từ 3 áo trở lên, hàng cao cấp thì sẽ được tặng một cái giỏ sách trị giá là khoảng 1 triệu đồng. Còn nếu mà mua 4 áo trở lên hoặc là 3 áo mà cái giá trị cao, khoảng 6 triệu một áo đó, thì chị sẽ xem xét tặng những cái giỏ sách khá là mắc tiền. Mình bán mà với cách một cái cách bán xong để khách đi luôn đó, thì có mà kiếm khách quen để quay lại. Dạ, đó. Rồi, em rồi. Thấy giống như đúng. Chị bán cho các cô mua hàng bán lại á. Và... bây giờ đến lúc người ta nghĩ người ta vẫn kiếm chị đó. Dạ. Rồi thôi mình lại tập trung chuyên môn đi, không có nhiều cô chú bảo trời coi áo dài mà thấy bà này bà chút bầu tâm sự á, mai mốt về Việt Nam xin số điện thoại. Nói về áo dài là nói về một cái văn hóa Việt Nam này đúng không em? Dạ. Một cái gọi là một cái văn hóa, một cái bản sắc văn hóa dân tộc, một cái áo dài truyền thống. Mình đi đến đâu mình thấy cái áo dài mình nói Việt Nam mình là có một cái chiều bản sắc của người Việt Nam mình. Để quý cô chú anh chị tiện theo dõi thì Tuấn Dương xin nhắc lại là đây là những cái mẫu vải áo dài Thái Tuấn cao cấp hàng showroom có mức giá từ 3 triệu cho tới 6 triệu đồng. Ở trên mỗi một sản phẩm của vải áo dài Thái Tuấn thì đều có mã số sản phẩm, số seri và có một cái mạc của chính nhà sản xuất đưa ra. Mỗi một sản phẩm là đều có một cái mức giá khác nhau chứ nó không phải là đồng giá. Ví dụ như sản phẩm này mình sẽ coi 3 cái liên tiếp nhé. Như cái này là 4.178.000. Bây giờ chị sẽ lên một cái mẫu tiếp theo. Mình sẽ coi 3 cái liên tiếp để xem là cái mức giá nó như thế nào. Nó có khác cái gì giá nhau. Giá Thái Tuấn đưa ra, vâng. Giá chị đưa ra em nha. Thì khi mà quý vị vào trong showroom Thái Tuấn ấy, như cái này cũng 4.178.000 này. Vải kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe. Và cái sản phẩm này này thì có mức giá là 4.598.000 nhé. Tức là nó có cái sự sai khác nhau nha quý vị. Vải kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe và nó có cái mạc mà người ta in trực tiếp lên trên này nhé. Quý vị nhớ theo dõi để
phát hiện đúng là cái vải cao cấp của Thái Tuấn. Và với cái mức giá từ khoảng 3 triệu cho tới 6 triệu đồng thì áo dài bé sẽ tặng quần, tặng vải may quần, đó là vải xéo tròn. Còn tiền công may đó thì khi quý vị may thì cái mức giá là khoảng 750 ngàn nếu mà mình may quần xéo tròn. Em chỉ nói thật với em nha, nếu mà chị mua quần chị cái quà tặng mà giờ rồi có một người bình luận lên nói với chị là cho ngày hôm nay bé nói luôn, nói là tại sao bán cái áo 440 tặng quần mà không có tặng quần thì 340, như vậy là gọi là đâu là phải là tặng. Vâng. Nhưng mà bé cũng muốn nói rằng là bé bán giá 440 thì trước đây bé tặng quần, nếu mà ai không lấy quần thì bé không có nhiều tiền. Nhưng lý do nhiều công chú giới tới nói là tại tôi quần nhiều quá mà giờ tôi không lấy quần á thì là không được tiền, mà tôi may thêm thì nó dư mà phí. Vâng. Thì bé cũng suy nghĩ cân nhắc hoài, thôi bé chấp nhận từ một cái quần 100 ngàn. Vâng. Nhưng thật sự mình bán kèm vô cái quần 100 ngàn thì mình có lời vài ngàn. Dạ. Rồi cái áo ví dụ như 120 ngàn thì mình mới có lời lên được khoảng 2 mấy ngàn. Còn nếu như mà giờ mình trường mình nói cái áo 340 thì chắc có lẽ cái chợ này quýnh chị luôn. Vâng. Tại lúc mà chị kêu giá 440 là đã nhiều người đòi đi thưa chị rồi. Vâng. Đã đòi người đi thưa bé là bán phá giá rồi. Cho nên á, các bạn cũng thông cảm dùm là bé nói một cái giá như vậy cho trong chợ ai cũng đều bán được. Thì bé này thì sao, bé nói là 440 mua áo tặng quần. Nhưng cái lý do lúc sau mà bé nói tới thu hồi thu hồi cái quần 100 ngàn tính cái áo 340 thì đó là thật sự bé cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng mà tại vì suy nghĩ hoài, giờ nếu mà mình tặng quần người ta không lấy quần mà mình không trừ tiền thì cũng cảm thấy trung tâm mình cũng cảm rất. Vâng. Cho nên á là mình mới dùng là như vậy, chứ không phải là mình nói là mua áo tặng quần mà giờ nói cho nó giống như là nói xảo quyệt á thì bé không có điều đó xảy ra đâu. Với hai nữa là thế này này, khách có những khách ví dụ như họ mua cái vải đấy để họ may đầm thì đâu có cần phải lấy vải quần làm chi. Đấy, hoặc là người ta có nhiều quần rồi, có những cái khách mà họ có nhiều quần, ví dụ như ở đây thì cũng gặp nhiều trường hợp là khách bảo tôi có quần rồi, tôi trước tôi may hai cái rồi, bây giờ tôi chỉ cần lấy áo thôi thì có trừ bớt tiền được cho tôi hay không. Thì cái này mình cũng phải đòi hỏi cái sự linh hoạt, và trên cái phương châm là áo dài bé sẽ chiều khách và mang lại tối đa cái sự thuận lợi cho khách hàng. Thì cô chú anh chị mình cứ cảm thấy mến cái phong cách phục vụ thì ghé áo dài bé, để áo dài bé sẽ phục vụ cô chú anh chị. Đây một mẫu tiếp theo này. Đấy. Ngày hôm nay thì mẫu mới nhiều toàn mẫu mới thôi nha quý vị. Mẫu mới nhưng mà lại giới thiệu thì lại cũng lại đề cập đến khá với nhiều cái vấn đề cũ, nó hơi ngoài lề. Nếu mà cô chú anh chị nào mà xem mà bảo thấy sao áo dài mà các ông các bà cứ nói chuyện tào lao bí đao ấy, làm xem cụt hứng, đặc biệt là nhà thơ Phiêu Nguyễn thì thôi, ngoài đời đôi khi nó thế đấy anh ạ. Bọn em thì cũng không phải là nó muốn nói cái chuyện tới nói lui, nói không có tập trung vào chuyên môn đâu, nhưng mà xã hội mà, thì nhiều khi mình đưa cái thông tin lên ấy, cũng có những cô chú thì góp ý này góp ý kia, thì cũng sẵn tiện qua một cái like này giới thiệu về sản phẩm, giới thiệu về những cái dòng hàng thì chia sẻ luôn để khán giả cũng biết tới áo dài bé và hiểu thêm. Vâng. Em cái áo này đợt trước chị có like nè, nhưng mà có cái áo rồi, giờ bán rồi, giờ chị phải like lại, giờ có hàng lại chị like lại nè. Dạ. Vâng. Để nhắc lại cô chú anh chị biết thì khi mà mình mua 3 áo trở lên hàng cao cấp thì sẽ được tặng một cái giỏ trị giá khoảng là một trên dưới 1 triệu đồng. Đấy. 3 áo. 3 áo là cái giỏ dưới 2 triệu. Còn nếu mà 4 áo trở lên thì cái giỏ là trên 2 triệu. Đó. Bên cạnh đó thì tùy theo cái mức độ mua sắm của quý khách thì áo dài bé sẽ áp dụng cái chương trình quà tặng. Cái này là theo nói chung là chị bé tùy thuộc vào cái hóa đơn của mình để chị sẽ tính toán sao cho nó phù hợp nhất. Vì bản chất tới đây cô chú tới đây là mình sẽ mua áo dài chứ không phải là mua những cái giỏ này. Những cái giỏ này là những cái phụ kiện để trang sức cho mình mặc những cái bộ áo dài nó đẹp hơn. Và Tuấn Duy là vui vẻ đã. Vâng. Bé là từ nhân viên đến bé rất là vui. Dạ.
khách hàng vui lòng khách đến và hài lòng thì khách đi, không có để làm cho khách hàng buồn đâu. Dạ. Dù khách hàng có mua hay không mua gì cũng vẫn để làm cho khách hàng vui. Trong cái mẫu này các bạn thì mình thấy ở bên trong là những cái sợi tơ kim tuyến. Thì tới đó là hết rồi đây, em thấy hàng mới đấy. Dạ. Cái hàng mới là thân thắng nè. Dạ. Hàng này mới đúng không? À, toàn bộ những cái mẫu hôm nay gần như là mình đưa ra là mẫu mới nhá. Nhưng mà không phải là hết cái vải cao cấp này đâu nhá, mà do là đã từng like nhiều buổi trước đây rồi, nên hôm nay chị bé chỉ ưu tiên là đưa những cái mẫu nào mới tinh. Cái dòng này là bữa giờ rồi mình like rồi nè. Dạ. Nãy giờ mới like có nhiêu này thôi. Đây này, mới được khúc này thôi nhá các bạn. Chứ chưa đưa được 1/3 mà. Còn nhiều lắm. Còn nhiều à, còn chưa có ra nha quý vị. Dạ, chân này có thể là ngày hôm qua vô thì 86 áo hay sao á. Dạ. Không biết chị sáng thì chị có bán mấy áo, chị chưa có lấy lên nữa. Vâng. Sáng chị có bán mấy áo. Vâng. Ok. Cho nên là chị ra nhiêu này đi rồi. Áo mẫu mã rất là nhiều. Chị giơ lại mấy cái giỏ Thái Tuấn giúp em đi. Đây là một mẫu là mẫu bự này. Thái Tuấn còn giỏ nhiều lắm. Đó, chị sẽ khoác thử lên nhá. Và quý vị nhớ là phải có logo của Thái Tuấn nhá. Rồi, mẫu Thái Tuấn màu vàng là hồi nãy bạn ấy giới thiệu rồi này. Còn ai không thích màu vàng thì có màu đen nhá. Cái này có 4 màu. À. Cái này cũng có 4 màu. Đen này, màu này cũng có 4 màu luôn nha. Rất là đẹp. Dạ. Rồi. Giỏ này cũng rất là xinh, cũng có 4 màu luôn nha. Vâng, giỏ đây cũng 4 màu nhá. Cái giỏ này khá là bự, đựng được nhiều đồ. Vâng. Rất là nhiều đồ. Còn mấy mọi giỏ này thì để xài cho áo dài pha lê nha. Vâng. Đó. Áo dài pha lê. Cái giỏ này là không phải của Thái Tuấn đâu nhá quý vị, nhưng mà nó cũng rất là đẹp nha. Đó. Đó, và đặt cho áo dài pha lê. Có nhiều màu sắc cao pha lê đó để bác tặng áo dài. Đó, cô chú vào kìa. Dạ. Dạ, dạ chứ. Mua cho tôi cái, tôi muốn mua cái áo dài của đàn ông. Áo dài thọ, cảm ơn. Đứa nào rảnh không áo dài cho chú nè. Kêu. Áo dài thọ. Thọ xin đem áo gì? À, con rồng. Cái này tặng nhưng mà đang mua đá pha lê mới tặng cái này. Đó, cái này là ví dụ khách hàng mua đá pha lê nè em nè. Đây này, những cái sản phẩm. Ví dụ mà... như dòng hàng hai áo sẽ được cái giỏ nè. Vâng. Thì nó sẽ dài đồng bộ vậy em nè. Vâng. Ví dụ như để bỏ này đây nha. Dạ. Ví dụ như khách hàng mang cái áo này, xếp cái giỏ này rất là sang. Dạ. Nó vô đồng bộ nè em thấy không? Vâng. Giống những cái áo này nó có màu sắc những cườm như vậy đó, để mình vô. Thì áo dài bé có nhiều giỏ, nhiều mẫu để cho cô chú lựa. Thì những cái giỏ này hai mặt. Không có giỏ này không bán nha, chỉ quà tặng thôi. Trưng bày chú bò ta bán quà tặng thôi. Nhiều lúc khách hàng cứ nói là chân lên là thưa kiện là mệt lắm á. Hy vọng là với cái sự giới thiệu của áo dài bé thì quý cô chú anh chị có thể sẽ lựa cho mình được những cái bộ áo dài ưng ý. Bên cạnh đó là những cái trang sức cũng như là phụ kiện để các quý cô chú anh chị mình mặc trong những cái dịp những cái sự kiện quan trọng. Còn hàng hai giá 440 nè, 540 nhé. Nếu không lấy quần còn 440 nè, 840 không lấy quần còn 740 nè. Vâng. Thì nó rất là có nhiều lắm mà mình không có thời gian để like hết cái like. Rồi thôi chị lo để tiếp khách đi, các cô chú đi. Em chào chị bé nha. Đây áo dài nam cũng có mẫu mới nhiều nè. Ôi trời ơi. Nhiều lắm. Quá trời đồ Tết ra. Rồi từ từ Tuấn Dương sẽ thu xếp thời gian rồi để chị bé còn bán hàng chứ ngày nào mình cũng ra mình giới thiệu mẫu mới nhiều khi làm ảnh hưởng tới chị còn không có kịp tiếp khách à. Dạ. Thưa quý cô chú anh chị, hôm nay đã là ngày 30 Tây tháng 11. Chỉ còn một chút ít thời gian nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang tháng 12, rồi Noel, Tết Tây và Tết âm lịch. Năm nay thì Tết cũng Tết âm lịch và Tết dương lịch tới cũng rất là cận kề nha quý vị. Chính vì thế nên là hiện nay thì bà con cô bác mình ở trong và ngoài nước cũng đang dành thời gian để tới lựa những cái bộ vải áo dài và may mặc trong những cái dịp Tết, dịp cuối năm để đi chụp hình cũng như là cái mùa xui gia. Mọi người tức là cái mùa lễ cưới đó. Thì hôm nay Tuấn Dương sẽ tiếp tục giới thiệu với quý cô chú anh chị một số những cái sản phẩm của vải áo dài bé chợ An Đông. Chị Nga tặng cái gì chị Nga? Tặng giỏ sắt này. Ôi trời ơi, mua nhiêu mà được tặng giỏ này đấy? Quà Tết đó. Chị đeo thử vào vai xem dễ thương nào. Ôi trời ơi. Cái này cho nam hay nữ đấy? Có nào cho nam không ta? Ôi trời ơi.
Rồi, cái này là cỏ lục bình hả chị? Đúng rồi, bằng dây lục bình. Ồ, chất liệu. Năm nay chị đặt hàng mới hơn. À, lục bình mà họ đan khéo quá à. Chị tính in cái chữ chị vô mà chị dán chịu dạ. Chắc anh chị sợ chắc tăng lại. Ồ, vậy là tặng cho khách mua áo dài. À, có phép mưa tuy không? Chị Nga hôm nay có bộ tóc đẹp quá à. Nhìn trẻ ra mấy tuổi này. Ở bên đây thì nhà may đang lấy cái số đo và khách yêu cầu may cái kiểu nào đó thì nhà may sẽ may theo cái yêu cầu của khách, ví dụ như tay ngắn, tay dài. Có chào cô cũng may áo dài hả cô? Không, đi dây với anh em. À, gọi là đi cùng với người em nữa. À, gọi là cô đưa người em tới đây mua. Đúng rồi, đưa mấy người rồi. À, dạ thưa cô, là cô ở đâu? Cô ở tỉnh bây nào? Giờ bên quận 7 á. À, cô ở bên quận 7. Dạ. Sao cô biết cái áo dài bé này thưa cô? Thì bà chị bên Mỹ mà về, bà chị lại đây thì biết thôi chứ đâu có biết đâu. À, dạ, gọi là được người Việt Nam mà nhờ bà chị bên Mỹ giới thiệu. À, thưa là cô mua ở đây được nhiều lần chưa? Cũng ba người đó, người này người thứ ba đó. À, và đều là anh chị em trong gia đình hả cô? Gia đình rồi, tặng quà nè. À, dạ, dạ. Và chị bé chu đáo quá, tặng quà. Cô thấy ở đây vải các thứ rồi giá cả rồi có dễ mua không cô? Dễ mua, cô không có trả giá. À, không phải trả giá, dạ. Và rồi cô này ở Việt Nam hay ở nước ngoài ạ? Cô ở nước ngoài. À, cũng ở nước ngoài luôn, dạ. Rồi, con cảm ơn. Ở đây chị đang, chị tham khảo cái mẫu đấy hả chị? Dạ. À, gì? Tuyết nhiệt đới. À, nhìn chị dáng này, da trắng mà ấy, mặc áo dài chắc lên cũng rất là đẹp đấy. Dạ. Chị cho em hỏi thăm là chị ở đâu về thưa chị? Ở Mỹ. À, là thành phố ở nào chị? À, Việt Duy Nha. À. Rồi chị về chơi được lâu không chị? 3 tuần. À, cho em hỏi thăm là mình thường mình mua áo dài này thì bên Mỹ mình sẽ mặc cái dịp nào thưa chị? Chùa lễ Tết. À, chùa lễ Tết. Rồi chị tới đây hôm nay lựa được mấy bộ rồi? Hai bộ. À, dạ. Rồi em cảm ơn chị nhá, nếu mà may mặc đẹp nhớ giới thiệu cho áo dài bé nhá. Rồi em cảm ơn chị. Dạ. À, ở đây tiếp theo. À, hai cô chú đấy mua may để mua tặng người ngoài quê à? Dạ. Đây bạn Thắm thì đang ướm thử những cái áo để cho cô chú khuyết đấy, còn chị bé thì cũng này đang ngồi để sắp xếp những các cái lô vải cho khách. Đây. Đó rồi. Chú này cũng coi YouTube nè, chú nè. Đó là à, con chào chú. Vâng. Dạ. À. Thấy ngồi này thấy đẹp trai. Dạ, trời ơi. Cảm ơn chú ạ. Dạ. Lát mời chú uống cà phê nhá. Thôi chú uống cà phê, món gì con mời luôn nè. Uống nước dừa rồi. À, uống nước dừa rồi á. Dạ. Thưa là chú ở đâu? Tôi ở tiểu bang Washington. À, tiểu bang Washington. Dạ, thưa là chú về chơi ăn Tết đây luôn hả chú? À, về ăn chơi Tết rồi qua Tết. Hôm nay là đi lựa áo dài là cho chú hay cho ai thưa chú? Chào mấy đứa cháu. À. Người chào bà xã tôi. À, trời. Dạ. Dạ đây hả? Cho đây đi chị. Chú trực tiếp lựa. Thắm giới thiệu cho chú đi. Con cảm ơn chú. Chú cứ lựa đi. Em này giới thiệu cho chú ạ. Nói bình thường. Rồi. Đây, để bạn ấy định gửi cho bạn cái mic cho bạn ấy nói cho bạn nghe rõ. Bốn cái này mình đem về nha chị. Đúng không? Hai cái gửi may. Hai cái gửi may rồi em gửi nha. Rồi, thì tới đây các bạn cũng có những cô chú là mua cho bản thân mình, còn cũng có những người thì mua cho con, cho cháu, bạn bè. Và mình cứ nói cái nhu cầu của mình ra thôi thì các bạn ấy sẽ tư vấn cho mình. 20 thôi à. Chị nói làm sao mày ước cho chú 50 áo thôi. Chú nói ôi 20 được rồi. Yeah. Ước gì mà tôi trả lại, tôi yeah. Kiếm một vài cắt cho tôi mai được năm. Trời ơi, nói thế không sợ bà đây bà nghe thấy à. Chú mày đầu bé không chú? Không, chú mày đầu bé cho ông thoải mái. À, cho thoải mái á, trời ơi. Tôi muốn cái áo dài của đàn ông đó. Áo dài xưa. Ủa, mình mua cái này đã, chú xin cho bố. Dạ, dạ, dạ. Cái số 6, 60,
4 hoặc 6 8 gì đó, 64 hay gì. Dạ chú chắc là 46 48. À 46. 46 48. Dạ. Cái vải đó là vải gì? Thái Tuấn hay da 540. Thái Tuấn 540. Thái da nhá, 540.000 một bộ. Đấy, phải nói rất là hiếm những cái người đàn ông mà yêu thương vợ con và tới đây trực tiếp là lựa cho cô để lựa cho các cháu nữa. Áo đẹp, quần đẹp, người màu xấu quá. À đổ thôi nha. Nhìn mấy vậy? Đổi cô. Đổi cô. Đổi người mẫu luôn. À. Ờ đúng rồi, cái này đậm hơn. Cái này mà mai truyền thống chắc nó già dữ lắm. Đẹp quá, hay cái nào cũng đẹp. Chị nói cái này là mai rộng. Cái này mai rộng, mai lỡ. Rộng. Cái bông thì nó giống. Chú ơi, chú phải lựa cái hàng khác đi, chú đừng có lựa một dòng hàng. Tại về rồi đó có người cái này người cái kia. Em nghĩ vậy không? Có màu khác. Em nghĩ vậy không? Đây, bên trong này thì cô cũng đang lựa áo dài hương thơm. Rồi áo dài Thái Tuấn ép đá pha lê, rất là nhiều mẫu cho quý cô chú anh chị chúng ta lựa chọn nhé. Hôm nay thì hai cô chú về là lựa khoảng vài chục bộ thôi, cái số lượng thì cũng chưa biết được cụ thể bao nhiêu, cứ quan trọng là đẹp là cô chú lấy thôi. Vì về Việt Nam đó các bạn, thay vì tặng mỗi người 100-200 đô thì nó không có ý nghĩa và giá trị như là mình tặng những cái bộ vải áo dài cho các bà, các cô hoặc là các cháu. Rồi đôi khi là mang cả những cái bộ áo dài này mang qua bên Mỹ để gửi tặng cho các con, các cháu trong nhà. Đây mình nghĩ cũng là một cái truyền thống rất là tốt, giúp cho các con, các cháu biết về những cái tà áo dài của người Việt Nam. Đặc biệt là các con, các cháu mà đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, ở Mỹ nha quý vị. Cùng một lúc các bạn mà lựa chừng 30-40 bộ là cũng đau cái đầu lắm nha, chứ không phải dễ đâu. Mọi người cứ nghĩ là vải thì bày ra trước mắt, nhưng mà nó có hàng chục ngàn bộ nên là lựa. Mà mình còn phải coi xem là ở cái người đó như thế nào, có phù hợp hay không để quyết định là mua tặng cái sản phẩm đó nhé quý vị. Có lẽ là chú đang muốn tặng cho những cái người đồng niên những cái màu nhu, vải hoa sen các thứ để cho các cô, các bà đi chùa. Rồi, địa chỉ của áo dài bé đây các bạn là sạp D1, D3, D5, D7. Số điện thoại 0908332073, 0869529239. Quý cô chú anh chị tới 34-36 An Dương Vương, mình đi cổng chính, đi qua cái cầu thang bộ lên gặp cửa kiếm, thấy tiệm vàng Ngọc Mai, mình quẹo trái khoảng 10m ngay chân cầu thang là tới áo dài bé nhé quý vị. Bây giờ thì các cô chú lại tiếp tục lại mua tiếp những các cái áo dài may sẵn để chuẩn bị cho cái lễ mừng thọ của gia đình.